Có vậy. Mấy cày hôm nay không cày hả? Mấy cày tuần này cày ca tối, không có cày ca ngày. Tuần này đi làm ca ngày rồi, ca tối mới cày. Xin chào, xin chào. Hey, ni hao, ni hao. Chào an, chào an. Chi rào san lợ. Jin nian bi jiao wan yi xie ha. Hey, jin nian bi jiao wan yi xie. Hôm nay muộn muộn 40 phút rồi. Hey, ta cha chào. Chào an. Xin chào, em chào chị. Chào Phương Sâm nha, xin chào. Hôm nay chúng ta học bài của Beethoven, một nhà sáng tạo âm nhạc. Một thần thánh sáng tạo âm nhạc, Beethoven. Beethoven. Ê, cái bài này nói về ông cũng hay lắm. Bài văn này hay. Xin chào, xin mến chào. Mến chào đại gia đình nhà mình. Trời, hai đứa nó còn ngủ. Ngủ trễ. Tối hôm qua Vân gọi điện về Việt Nam, nói chuyện tới 12 giờ mới ngủ. Nói chuyện với tại chuẩn bị về, nói chuyện với mẹ với mấy đứa em trai. Gọi nhóm, nói chuyện. Tới 12 giờ đêm Vân mới đi ngủ. Lâu lâu cũng gọi thôi, gọi một cái là nói chuyện. Em trai nói chưa mà chị, bên này mới 11 giờ, chưa 12 giờ mà, mới 10 rưỡi à. Nói bên đó khác, bên này khác. Thì cứ tính giờ Việt Nam đi, chị người Việt Nam mà. Nó kêu cứ tính giờ Việt Nam đi, chị người Việt Nam mà. Chị ở nước ngoài nhưng mà chị cũng tính giờ Việt Nam đi. Chị người Việt Nam mà. Nói chuyện với chị nó không muốn xuống, nó nói chưa chị, chưa. Bạn trai vui, lâu lâu nói chuyện về vui. Hello. Lão bảo là bảo hiểm lao động á. Lão bảo bảo hiểm lao động. Ê, lão sư nhìn hảo mày ồ, xì xì vậy hình hảo khăn. Xì xì, xì xì. Hảo. Nhi hảo, nhi hảo, ta chào hảo. Rồi vào viết bài nha. Trễ rồi vô luôn. Không nhầm nữa. Vô luôn. Trễ 40 phút rồi. Nhi hảo, xì xì là. Sang khờ là. Để coi sao. Ờ. Đâu khờ. Dù chạy khờ. Và viết bài. Anh đang chỗ giám đốc người Trung Quốc hả? Hey, chào anh nha. Chào anh. Chúng ta sẽ viết cái bài văn này. Nhỏ quá không? Hảo. Cái tựa đề bài ghi là Nín hải mỹ dỗ tiện sai. Chữ nín, tựa đề bài. Chữ nín lúc này là ngài. Chữ này có chữ nì, dưới này có chữ tâm. Ghép lại ta có chữ nín, ngài. Nín. Hải mới dỗ là vẫn chưa, chưa. Chúng ta có chữ hải. Chữ hải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ta có chữ hải. Chữ mấy? 1 2 3 4 5 6 7. Chữ dọ. 1 2 3 4 5 6 20 dọ. Tiền chai là gọi món. Chữ tiền bên trước này có chữ H màu đen.
Ở dưới đây 4 phết. Rồi bên này có chữ trần. Ghép lại ta có chữ tiền. Chữ chai là có bộ thảo, là bộ thủ của nó. Phết ngược 1, 2, 3. Dưới này có bộ mộc. Nín hải mỹ dầu tiền chai. Ngài vẫn chưa gọi món. Nơ yến nín. Hơ ải hải. Mơ ấy mấy. Y ô dâu 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 dâu. Tờ yên tiền 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 tiền. Dâu và tiền dâu. Nín hải mỹ dầu tiền chai tách ra cũng được, khỏi gọi, khỏi cần đổi âm. Nín hải mỹ dầu tiền chai. Chỉ thế tách ra, khỏi cần đổi âm. 我是越南人. Đây là từ đề bài. 您还没有点菜. Ngài vẫn chưa gọi món. Thưa ngài. Chúng ta viết 被人尊称为. Chữ 被 này thường nói là bị, nhưng lúc này nó không mang nghĩa bị. Chúng ta sử dụng cái từ được mọi người. Dùng từ được chứ không dùng từ bị. Khi nào bị tác động cái gì đó mới dùng bị. Còn giờ được gọi, được mọi người. Rỉnh là mọi người. Bê rỉnh. Chôn chân. Chôn này là tôn kính, tờ tôn. Chúng ta gạch ngang. Sau đó ở dưới đây kéo xuống. Móc qua đây, cái đường này không cần dài quá. Cái này là hơi dài rồi đó. Trong này móc ra, gạch đây, đây một gạch đóng lại. Ở dưới này nó có bộ thốn. Như vậy nhìn dài quá, nhìn nó rất là kỳ. 好. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi đây có bộ thốn. Đây là chữ tôn kính, tờ tôn. Chữ này đọc chun. Chữ quân chun. Chữ tôn. Tôn kính, tờ tôn. 好. Cho nên nhìn cái chữ này gì. Ui xời. Hảo, chúng ta viết chữ chân. Chân này là sân hu tờ. Khi chúng ta xưng hô người khác, chúng ta sẽ dùng cái từ này. Sau đó ở dưới đây kéo xuống, móc qua bên này, rồi đây kéo xuống, gạch ngang. Hảo, quỷ lúc này mang nghĩa là. Quỷ lúc này mang nghĩa là. Bơ ê bê. Bê lúc này mang nghĩa được. Rỉ ẩn rỉn, mọi người. Zi wen zun. Chi ân chân. U ế quỷ. Được mọi người tôn kính gọi là. Được mọi người tôn kính gọi là. Tôn trọng gọi là. Gọi là gì? Chúng ta mở cái ngoặc ra. Yue sheng. Yue này nói về âm nhạc. Vì ông ấy rất giỏi âm nhạc. Yue. Chữ này là nhạc. Sân này là giống như thần thánh. Sân này mang nghĩa thần thánh của âm nhạc. Bên này nó có một bộ khẩu. Sau đó ở đây nét này phết ngược, nghịch ngang, kéo, hất qua. Mình đóng nó lại. Gọi là yue sân, thần thánh của âm nhạc. Chúng ta có chữ yue, yu, e yue, shi, ân, sân. Bê rỉnh zun chân quỷ. Yue sheng. Ai ai được mọi người tôn một mọi người tôn vinh gọi như thế, chúng ta thêm chữ tờ sẽ biết là ai. Ai mà được mọi người tôn vinh gọi như thế, ta có chữ tờ. Bái bù tờ tờ. Đằng sau chữ tờ chúng ta sẽ biết được ai là được mọi người tôn vinh. Hảo, chúng ta có cái chữ bê tô phân. Bê bảo bê tờ bê. Bê chữ tô 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chữ phân chúng ta có bộ thảo ở trên. Ở dưới đây có bộ bát và bộ đao. Ta có chữ. Đây là danh từ, chúng ta vẫn gạch một đường cho ông ấy ha. Danh từ. Bơ ê bê. Tơ vô tô phơ ân phân. Beethoven. Ngài tên là Beethoven. Tiếng Trung gọi là Beethoven.
贝多芬。好, và ông ấy có tiếng Anh nữa. Tiếng Anh thì chúng ta chỉ cần phải viết như vậy rồi. Tại vì cái chữ này không biết ấy như thế được. Hỏi tiếng Anh là L U Y W I rồi gì nữa? E G. Rồi đằng sau V N An. Và chữ B, hai chữ E, chữ T, chữ O và V N E. Hỏi tên tiếng Anh của ông. Tên tiếng Anh của ông ấy. Viết được mấy hàng rồi? Viết được hàng thứ 3 rồi. Em chừa 3 hàng ra nha. Em viết tiếng Anh xong chưa? L U Y W I G V A N B E E T O V E N. Họ, chúng ta đổi qua. Sách đó mà viết tiếng Việt thì chỉ có viết kiểu đó thôi, chứ không viết kiểu nào được hết. Phải. Phải. 在28岁时, lúc ông 20 tuổi đó. 在, vào lúc nào đó. 28 28 tuổi. Chữ suy, chữ tuổi, gạch đầy, gạch ngang. Ở bên này ngắn thôi, rồi gạch qua. Hỏi bên dưới này, gạch ngang bên này, móc về bên đây. Sau đó ở đây có một gạch kéo xuống, phết và phết về bên này. Rồi bên này có cơ bụ, phết, chấm. 28 tuổi. Sử này là lúc khi. Vào lúc ông 28 tuổi đó. Tại 28 tuổi时, tư ai tại 28岁时, tại 28岁时, tại 28岁时, vào lúc ông 28 tuổi. Ni hao, ni hao. Phong tao, phong tao này là đụng phải, gặp phải một cái việc gì đó, gọi là phong tao. Pơ ưng phong tơ ao tao, dùng chữ phi, không dùng chữ phở phở nha. Phong tao, gặp phải một cái chuyện gì đó vào lúc, vào năm ông 28 tuổi. Họ đằng sau này có chữ biên, gạch hai gạch, rồi bên này với bên này gạch ngang, ta có chữ phong. Phong. Hỏi chữ tao, chúng ta có bộ đông chí và gắn thêm bộ đao. Phần tờ là ông gặp phải một cái chuyện gì. Phần tờ. Yên yue gia, nói về nhà âm nhạc. Yên yue gia, chúng ta biết chữ âm nhạc. Yên yue. Chữ yue ở dưới này ngay giữa, viết trước bộ bạch, cộng thêm bộ dao, ở đây một cái nữa. Dưới này có bộ mộc. Yên yue. Y sẵn tiền ân. Yên yue e, thành từ đọc xuống. Yue. Yên yue. Yên yue. Hảo. Thêm một cái chữ cha. Yên yue cha. Thường nói về nhạc sĩ. Gia, chi gia, gia. Hảo chữ gia, chúng ta viết một ngôi nhà ở trên. Một con heo nó đang nằm ở dưới. Ta có chữ gia. Gia. Viết nhiều chưa? 4 hàng, em chừa 4 hàng. Bắt đầu viết từ chữ gia này. Chừa 4 hàng đó. Zui bú xin đờ sư. Zui bú xin, chữ zui này mang nghĩa nhất. Cái việc gì mà bất hạnh nhất? Zui bú xin đờ sư là cái việc bất hạnh nhất. Zui này mang nghĩa nhất. Bú xin là bất hạnh.
Bú xin, ở đây chúng ta viết chữ hạnh, nét dưới dài hơn. Hai phớt, đây một nét, dưới đây một nét rồi kéo xuống. Ta có chữ bất hạnh. Cái gì bất hạnh thêm chữ tợ? Tợ, sư là việc bất hạnh nhất. Zui bú xin de shi là ông gặp phải một việc bất hạnh nhất. Đối với một nhà nhạc sĩ, việc ấy là một điều bất hạnh nhất. Zi wei zui bơ ủ bú. Vì chữ xin thành tư, cho nên chữ bú đã đổi thành hai. Zui bú xin tơ ở tơ shi. Zui bú xin de shi. Đúng rồi, hào xin phú. Zui bú xin de shi. Phải đầu họ. Chú sư tha de tinh lì chú dien thuê hoa. Đó là chú sư. Đó là, chính là. Ở bên này móc qua kéo về. Chấm. Chú sư. Chúng ta biết chữ sư. Đó là, chính là gì? Ông gặp phải một chuyện bất hạnh nhất. Đó là chuyện gì? Chúng ta kể ra. Tha, tha này là ông ấy, Beethoven. Tha. Hào, chí yô chô. Sư. Thơ á tha. Chô sư tha. Chô sư tha này, lúc này nó cũng có thể nói chính là ông ấy. Ê, nó là một mang nghĩa khác nếu mà đứng ba chữ. Chô sư tha. Chính là ông ấy. Chính là anh ấy. Ê, chính là người đó. Chô sư tha. Lúc này thêm chữ tờ vào, ta sẽ biết được cái gì của ông ấy. Đó là cái gì của ông ấy. Chú sư tha. Thêm chữ tờ có bộ bạch về phía sau. Tờ. Chú sư tha tờ. Chính là của nó, chính là của ông ấy, chính là của ai đó. Nó lại nhảy ra một cái nghĩa khác. Ồ, thêm chữ tờ. Thiên lý. Thiên. Chúng ta có chữ nghe. Chữ nghe nghe bằng lỗ tai. Đó, chúng ta phết ngược về. Bên này kéo hất lên. Đầy gạch ngang kéo xuống. Bên này móc qua. Hai gạch giữa đóng lại. Gạch ngang và một trái tim. Ta có chữ nghe. Thiên. Thiên. Tiếp theo chúng ta viết chữ ly. Thiên ly. Thơ yên thiên. Lơ y ly. Thiên ly là khả năng, cái thính lực của ông. Cái năng lực nghe của ông. Thính lực của ông. Ừ. Hảo. Chú dien dần dần. Chí ủ chú. Chí dien dien. Chú dien dần dần như thế nào? Dần dần thoái hóa. Chúng ta viết bên phải trước. Bên này móc qua. Phết phết đẩy đầy kéo ra. Sau đó ở đây bộ thủ của nó cuối cùng. Ta có chữ chủ chờ che. Tiếp theo chữ chiện. Ở đây chúng ta có bộ thủy. Bộ xe. Nói về chiếc xe. Kéo xuống. Rồi ở đằng sau chúng ta có bộ cân. Chủ chiện có nghĩa là dần dần. Dần dần thối hóa. Chúng ta có chữ thuê hoa. Phết đẩy ra. Và bộ thủ của nó đằng đây. Ta có chữ thuê. Chữ hóa. Một, hai, ba, bốn. Thế là cái thính lực của ông, cái năng lực nghe của ông ngày từ từ dần dần thoái hóa. Chúng ta có chữ thơ quay thuê hơ hoa hoa. Chú sư tha tờ thiên lị chú dien thuê hoa. Đó là điều bất hạnh nhất đối với một nhà nhạc sĩ. Đối với một nhạc sĩ. Học phiên âm như thế nào à? Phiên âm học đây à? Đây là phía chú âm của Đài Loan. Đài Loan họ sử dụng chú âm màu đỏ này đây. Nếu mà muốn học được chữ này, bên lớp 1 có. Hiện tại đang dạy lớp 3.
Cho nên muốn học được chữ này vào lớp YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài để có thể học được lớp 1 nha. Vào YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài để học lớp 1. Hả, chúng ta qua trang nha, xong chưa? Qua trang. Suy rạn thà sư chù chú y. Suy rạn tuy mặc dù, dù đều được hết. Suy rạn. Có thể nói dù đi, dù ông đi đi chữa trị khắp nơi nhưng mà vẫn như thế nào đó. Họ chúng ta có một bộ khẩu ở trên này, ở dưới đây có một bộ trồn. Sau đó phía sau chúng ta có một bộ trời bộ. Xây. Họ chữ rạn bên này phết, móc đầy chấm hất lên, rồi bên này kéo đẩy qua chấm. Dưới này có bộ hỏa. Xây rạn. Mặc dù, tuy, dù. Tha, tha này là ông Beethoven. Tha. Sư chu này mang nghĩa khắp nơi. Sư. Số 4. Hảo chữ chu. Bên này móc vô, bên này kéo về bên này. Sau đó, ở dưới đây chúng ta viết như số 7, viết bằng chữ. Ở đây phết về kia đây, kéo qua. Dưới này giống như chữ R. Ta có chữ sư chu, mang nghĩa khắp nơi. Chú y, ý là ông chạy chữa trị khắp nơi. Vậy là sư chú chú y. Chữ y, y học tại y. Chúng ta có phần trên và phần dưới chia ra. Phần trên này phết đây, gạch đây phết, gạch ngang kéo đẩy qua, rồi bên này móc qua bên này. Hảo, bên này giống như chữ R, dưới đây có chữ dô. Rồi dưới này gạch ngang, ở đây kéo xuống, móc qua đây ta móc lên, phết, đẩy, trong này một cái nữa, đóng. Ta có chữ Sư chú chú y. Thơ a tha. Sư không uống lưỡi. Chú uống lưỡi bật hơi. Sư chú chí yếu chú y. Ý là tuy là mặc dù là ông đã đi chữa trị khắp nơi. Ê, đi đi chữa trị, đi đi cầu được đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia để chữa trị cái bệnh của ông đó. Cái bệnh mà cái thính lực của ông ngày càng thoái hóa đi. Nhưng mà vẫn bệnh tình của ông vẫn không có cơ hội để mà phải tàn sự nhân. Nhưng mà tớ an tàn tàn sự nhân nhưng mà chúng ta có chữ tàn đầu tiên, bộ nhân. Một cái ô vuông gạch giữa, gạch đích, rồi gạch ngang. Chữ sư 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tàn sư nhân nhưng mà. Bình chỉnh bệnh tình. Nhân bệnh tình, chúng ta viết chữ bệnh tình. Bình chỉnh. Chữ biên chúng ta sẽ dùng bộ nạch là bộ thủ của nó. Hệ thấy bộ nạch là điều liên quan tới bệnh. Gạch ngang, kéo xuống, móc đẩy lên. Rồi bên này phết, đẩy ra, ta có chữ biên. Chữ tình, 1, 2, 3, bộ tâm. Ở đằng sau là bộ thanh xà và xà tự thanh. Ý này nói màu, chữ thanh màu xanh. Họ, chúng ta có chữ bình tĩnh. Bơ yên biên, chi yên chiến. Biên chiến. Bình chỉnh, tàn sự, bình chỉnh, nhưng bình tĩnh. Rẫn rãn, mấy dụ, hảo chuẩn tà chí xiang. Rẫn rãn, có nghĩa là vẫn như thế. Rẫn, rư ẩn rẫn, phải đọc ẩn mới được đọc từ cổ họng lên. Rẫn, rẫn, R, uống lưỡi của mình. Rẫn, chúng ta có bộ nhân. Sau đó bên này giống như số 3, rồi móc về, ta có chữ rẫn, vẫn. Hảo, rẫn rãn, vẫn như thế. Ở đây, phết, bốn phết. Chữ này đọc, rư ảnh rãn. Rẫn rãn, mấy dậu, không có. Mơ ấy mấy, y ô dô, dô dỗ dỗ. Chúng ta có chữ mấy, bộ thủy, móc về, kéo đầy bộ dô. Chữ dỗ, gạch ngang, phết về, kéo xuống bộ nguyệt. Mẹ dỗ, không có. Rẫn rãn, mẹ dỗ.
好, chúng ta viết chữ hảo chuẩn. Hảo chuẩn. Chữ hảo, đầu tiên chúng ta viết bộ nữ và bộ tử. Chữ hảo. Chữ chuẩn. Chữ chuẩn phía trước chúng ta viết chữ chơ. Chữ chơ, xe pháo ngựa, the xe. Ở đằng sau có chữ chuyên nghiệp, the chuyên gắn vô. Kéo xuống, gạch đầy chấm cái, dưới này có bộ thốn. Hảo chuẩn là gì? Hảo chuẩn là chuyển biến tốt đẹp. Bình tình, nói về bình tình thì nó mang nghĩa có cái hướng chuyển hướng tốt. Bình tình sẽ trở lại tốt hơn, cái chuyển hướng tốt đẹp gọi là hảo chuẩn. Hơ ao hao, hao hảo hảo. Chư quan chuẩn, chuẩn chuẩn chuẩn. Lúc này là không, nhưng mà đi tìm bác sĩ khắp nơi để chữa trị, nhưng mà bệnh tình của ông vẫn không có cái dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Lúc này dấu hiệu nằm đâu? Chưa có dấu hiệu, phải tìm chữ tợ. Chữ tợ, đằng sau chữ tợ là hai chữ dấu hiệu. Tợ. Chí xiang. Chí chí, chúng ta có bộ túc. Bộ tốt. Hảo, trên này chúng ta chấm gạch ngang. Rồi bên này phết về, đây kéo qua. Rồi đây chấm cái, đây cái. Ta có chữ chi. Chi y chi. Hay. Hào, xie xie, xie xie. Hào, chúng ta qua đây viết chữ xiang. Chữ xi, yang xiang. Xiang. Đầu tiên chúng ta viết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ta có chữ xiang. Hảo, chí xiang này thường nói về dấu hiệu. Chí xiang, dấu vết, dấu hiệu. Một cái dấu hiệu gì? Hảo chuẩn tại chí xiang là một cái dấu hiệu chuyển biến tốt của cái bệnh tình đó. Gọi là hảo chuẩn tại chí xiang. Phải. Chí hú đào lợ, tìm bú đào sân yên tại tì bù. Chí hú. Chúng ta viết chữ chi hu, hầu như. Ở dưới đây móc ra. Rồi bên này cơ bù. Ta có chữ chi. Chữ hu 1, 2, 3, 4, 5. Chi hu, hầu như, gần như. Chi y chi hơ u hu. Hầu như, gần như. Tào lợ, tới cái lúc nào đó rồi. Tờ ào tào lơ. Ở lợ thanh nhẹ. Chữ tao chúng ta sẽ viết bộ đông chí, từ chí trước, và cộng với bộ đao. Chữ lợ, hầu như, gần như đã đến cái mức độ nào rồi. Tao lợ. Thiên bù tao, nghe không có thấy nữa, không nghe thấy được nữa, gọi là thiên bù tao. Bên này gạch ngang phết về, một hình chữ nhật, hai đường giữa, gạch lại, gạch ngang tiếp, một trái tâm ở dưới. Thiên bủ tạo, không nghe thấy. Ở chữ tạo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thiên bủ tạo. Thơ yên thiên, bơ ủ bủ, tơ ảo tạo. Hầu như đã đến cái mức độ là nghe không thấy nữa rồi. Hảo, ta thêm chữ tờ tì bù. Hảo, ở đằng sau thiên bù tàu có một cái chữ tờ. Đằng sau chữ tờ là gì? Chúng ta sẽ dịch trước. Tờ, bãi bù tờ tờ. Bãi bù tờ tờ. Thiên bù tàu tờ.
Tì bù. Tì bù là gì? Là một cái đến mức, đến nước đó. Ê, hầu như là đã đến tới cái lúc mà nghe không thấy cái gì nữa rồi. Hảo, đằng sau hai chữ tì bù là cái mức độ đó, đến nước đó. Tì bù. Vì thế chữ tì bù này sẽ dịch trước. Ta có chữ tì. Chữ bù 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tớ y tì. Bờ u bù. Đây là hầu như là, gần như là đã đến cái mức độ, đằng sau mức độ này dịch trước. Đã đến cái mức độ, đến nông nổi nào. Có thể nói nông nổi, mức độ nào. Mức độ đó là nghe không thấy nữa rồi, không còn nghe thấy cái gì nữa rồi. Họ. Chúng ta chấm chữ họ. Chỉ sử tha hoàn toàn tìm bộ đạo sân yên. Kỳ thực ra là ông hoàn toàn không nghe thấy cái âm thanh gì cả. Chúng ta viết chữ chỉ sử. Chữ chỉ đầu tiên chúng ta 1, 2, 3. Rồi dưới này mình kéo, mình hất lên, phết đầy cái. Bên này móc qua đây, rồi mình kéo xuống. Chỉ sử. Ở đây chúng ta viết một bộ nhân. Rồi bên này gạch ngang một cái hình chữ nhật móc qua. Sau đó từ trên này chúng ta kéo xuống, rồi mình đẩy ra. Chị cảm ơn em nha. Họ, chúng ta có chữ chỉ sử. Chỉ ý chỉ. Chỉ sử. Đọc nhanh thằng toàn là nghe chỉ sử không à? Đọc lại chỉ sử. Chỉ sử. Dù cho dù. Tha hoàn toàn thơ a tha. Ông ấy, ông Beethoven. Hoàn toàn, hoàn toàn, u án hoàn. Chi yuan chuyển, ông ấy hoàn toàn như thế nào đó. Chúng ta có chữ tha. Tha. Quán trên này có một ngôi nhà. Móc qua. Sau đó đây một gạch dưới dài hơn. Phết. Chúng ta đẩy ra, ta có chữ hoàn. Chữ toàn trên này là bộ nhập. Dưới đây gạch ngang kéo xuống. Chí sử. Tha hoàn chuyển. Có thể nói là cho dù, dù cho, dẫu cho. Cho dù cho, dẫu cho. Ông ấy hoàn toàn nghe không thấy âm thanh gì cả. Chúng ta viết chữ thiên bổ tạo. Chữ thiên, gạch hai gạch. Gạch ngang đóng lại, phết, gạch đây kéo hất lên. Gạch ngang phết xuống bên này. Hình chữ nhật, gạch hai gạch giữa đóng lại. Ở đây chúng ta viết chữ tâm, thiên. Lúc này thiên bổ tạo, nghe không thấy. Thơ yên thiên, bơ ủ bổ, tơ ảo tạo chưa ra. Chỉ sử, tha hoàn toàn thiên bổ tạo sân yên. Cho dù ông ta hoàn toàn không nghe thấy một cái âm thanh gì cả. Chỉ sử, tha hoàn toàn thiên bổ tạo sân yên. Cái này là phồn thể nha. Phồn thể không phải là giản thể đâu. Tơ ao tạo. Đầu tiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thiên bổ tạo. Không nghe thấy được cái âm thanh gì cả. Họ, chúng ta viết chữ sân in âm thanh. Sư ân sân y ân in. Chữ sân đầu tiên chúng ta sẽ viết bộ sĩ. Bên này móc qua gạch đây, phết, kéo về. Giống như chữ R, dưới đây chữ dô. Qua bộ thủ của nó dưới này, bộ nhĩ. Sân. Hảo, chữ in chúng ta chấm gạch ngang hai phết xuống, rồi lại gạch ngang một cái ô vuông, gạch giữa, rồi đóng lại. Ta có chữ âm thanh. Sân in. Phẩy. Beethoven, Beethoven. Chúng ta viết chữ bảo bối, tờ bối. Bảo bê, tờ bê. Chữ tua, đa và nhiều. Chữ phân, trên này có bộ thảo, bộ bát và bộ đao. Tên của ông ấy, Beethoven.
bơ ê bê tơ vô tô phơ anh phân. Họ chữ phân bộ bát các bạn nhớ tách ra dùm Vân, nó Vân cũng có tách nhưng mà nó không có được rõ cho lắm, các bạn cẩn thận ha, đừng viết trùng vào nhau. Bê tua phân chúng ta có bộ thảo, bộ bát chúng ta đừng có dính chùm, đừng có dính vô nó còn trừ một đường, và bộ đao. Đó, Beethoven, ông Beethoven. Hãy sư hẳn dụng xin đợt dụ chữ. Hãy sư vẫn. Hơ ái hãy sư. Hãy sư. Đầu tiên chúng ta viết bên tay phải trước. Gạch ngang, dưới đây có một cái ô vuông nữa. Phết đây hất lên, ở đây kéo ra. Và bộ thủ của nó bên này, bộ xước. Chữ sư 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, hải sư, vẫn. Ông ấy vẫn như thế nào? Hải sư. Chúng ta viết. Hình dùng xin, rất là dùng tâm. Hình. Bên này kéo qua. Hình, rất. Hơ sẵn tiền ân, sẵn sẵn hận, rất. Hận dùng xin. Cho dù, mặc dù ông ta hoàn toàn không nghe thấy cái âm thanh gì cả, nhưng ông Beethoven vẫn, vẫn rất là dùng tâm để soạn nhạc. Hận dùng xin. Chúng ta viết chữ dùng tâm. Ư ân dùng. Si in xin, chữ xin này họ để trong ngoặc. Vì cái đường này phải tách ra. Chúng ta viết chữ dùng trước. Dùng. Dùng. Chúng ta mở một cái ngoặc ra. Và chữ tâm này để ở trong đây. Rồi đóng nó lại. Ta có chữ xin. Hình dùng xin, rất là dùng tâm. Dùng hết tâm sức của mình để làm gì? Gắn thêm chữ tờ để soạn nhạc. 作曲自我作 七域区区曲曲 的白布的的 作曲作 chúng ta sẽ dùng chữ tác 作 好, chữ chữ歌曲的曲 nói về ca khúc the khúc. Vẫn rất là dùng tâm để soạn nhạc. Cho dù ông ấy không nghe thấy âm thanh gì cả, nhưng ông Beethoven vẫn rất là dùng tâm để soạn nhạc. Họ chúng ta viết tiếp. Dù y thiên. Chấm khúc này quá hay. Dù y thiên. Có một hôm hoặc một ngày nọ. Dù chữ có. Y thiên. Một hôm cũng được. Dù y thiên. Phải. Y ô yêu, yêu yêu yêu. Y thơ yên thiên. Yêu y thiên, có một hôm. Bê tô phân. Chữ bê. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Tô. Chữ phân. Bộ thảo. Bộ bát. Và bồ đao. Đây là danh từ. Ta có chữ bơ ê bê tơ vua tua phơ ân phân bê tô phân bê tô phân. Tu zi ơ lờ. Ông đói bụng rồi. Bụng ông đã đói rồi. Chúng ta viết chữ tu zi. Cái bụng. Cái bụng đầu tiên sẽ có bụng nhục. Râu bụng. Hảo đằng sau này là bộ thổ. Nét dưới sẽ dài hơn. Tu zi zi zi. Tu zi nói là cái bụng. Er. Bảy. Ơ không có uống lưỡi. Ơ. Ơ không uống lưỡi. Đầu tiên ở trước này có bộ thực. Shi u de shi. Bộ thực là bộ thủ của nó. Phía sau này có chữ wǒ.
tôi cần thức ăn, tôi đói rồi. Tu zi e le. De wu du zi e. Này, có một hôm, ông Beethoven đói bụng rồi. Yǒu yì tiān, Beethoven du zi e le. Yǒu yì tiān, Beethoven du zi e le. 你好，你好，大哥吉乐，吉乐đầu tiên móc đây kéo qua, rồi chúng ta phải 走进一家饭馆. Ông ấy bước vào một cái nhà hàng. Hey, bước vào một cái nhà hàng ăn. Chúng ta viết chữ 走进, chữ 走 đánh dấu cộng, nét dưới dài hơn, phết xuống, gạch đây kéo, phết ra.Chữ chín ở đằng sau bên tay phải viết trước. Viết trước bộ trời bù. Rồi chúng ta viết bộ xước bước sau. Chữ chín bước vào. Y gia lượng từ của một cái nhà hàng. Y gia. Y gia lượng từ của một cái nhà hàng. Phan quản. Phan quản. Phan này là cơm. Chúng ta viết chữ cơm.Ở đằng sau này có chữ phản, ta có chữ phản. Chữ quản này cũng có bộ thật, bộ thủ của nó đều là bộ thật. Chữ phản cũng là bộ thật, chữ quản cũng là bộ thật. Đằng sau này có chữ quan, phản quản. Ông ấy bước vào một cái nhà hàng ăn, gọi là 走进一家饭馆. Từ Âu Châu, 走走走, chỉ in chìnYi jia, ji ya jia. Phở ăn phản. Chữ quản chúng ta dùng chữ ca hoặc chữ cờ đều được hết. Phản quản. Zǒu jìn yì jiā fàn guǎn. Bước vào một cái nhà hàng ăn. Bước vào một cái nhà hàng, một cái quán cơm cũng được. Phải. Beethoven gāng zuò xiā lái. Ông Beethoven vừa mới ngồi xuống. Chúng ta viết chữ bày, bờ ấy bày. Chữ bày, bảo bối, tờ bối. Đá hai cái chân, danh từ gạch ra. Bày tua phân. Bày tua phân. Hà, chúng ta qua đây viết chữ tua. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Chữ phân, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Danh từ. Chúng ta có chữ tua. Tơ vua tua. Phơ ân phân. Beethoven. Ông Bê. Căng zuò xiā lái. Vừa mới ngồi xuống. Chúng ta có bên trái viết trước. Một, hai. Sau đó hai phết. Gạch ngang. Kéo xuống. Móc đầy đẩy qua. Và đằng sau bộ thủ, căng, bộ đao. Chữ zuò, hai người ngồi trên một cái ghế. Zuò, ngồi. Xiā, căng zuò xiā, có nghĩa là vừa mới ngồi xuống. Cơ, ăn, căng, đọc như chữ ca hoặc chữ cờ, ghép với chữ a, ngờ ăn. Căng zuò xiā. Zi wò zuò, xí yà xiā. Vừa mới ngồi xuống thôi, gọi là căng zuò xiā. Phải. Xin zhōng có nghĩa là trong lòng ông. Xin zhōng, chữ xin zhōng, trong lòng của ông. Xin zhōng. Xī yīn xīn zhī óng zhōng, zhōng trò tre uống lưỡi. Xin zhōng, trong lòng. Sách gì vậy chị? Sách này tính ra vừa là thành ngữ vừa dạy lịch sử luôn ha. Xin trôn, trong lòng. Hú rãn, bỗng nhiên. Chúng ta viết chữ hú rãn. Hơ u hu. Rư ảnh rãn. Hú rãn, bỗng nhiên. Chúng ta có chữ hú trên và dưới. Trên này chúng ta viết chữ u. Chỉnh u đỡ u. Ở dưới đây chúng ta có một cái chữ tâm. Ta có chữ hu. Chữ rãn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10, 11, 12. Hú rãn. Bỗng nhiên. Chị em hỏi đang có bầu muốn đi xét nghiệm sàng lọc thì nói như thế nào? Ủa yêu. Em đang có bầu mà bác sĩ, nếu như mà bác sĩ không có đề nghị em sàng nghiệm, xét nghiệm sàng lọc đâu thì em không cần phải xét đâu. Trừ phi mà ổng sau info mà ổng thấy có cái gì đó mà không có ấy lắm thì em mới đề nghị làm. Chứ bình thường mỗi ở bên này là một hàng tháng em đều phải đi khám bác sĩ mà đúng không? Hàng tháng em đều phải đi khám hết. Thì trong cái quá trình khám ông ấy đều theo dõi, nếu có vấn đề gì ông ấy sẽ đề nghị em xét nghiệm. Em có đi khám bác sĩ không nè? Chứ cái xét nghiệm cái đau ân đó là người ta phải chích một mũi vào trong bụng mình, nó không có tốt cho lắm nha. Ê. Hả? Chúng ta 想起一段美妙的旋律. Chúng ta có chữ xiang. Yên xiang, xiang. Ở trên này, trên và dưới. Ở trên này chúng ta viết 1, 2, phết về. Rồi sau đó trên này phết, ở đây kéo qua. Chúng ta viết chữ cha xiang tờ xiang. Ừ, cái chữ xăng, viết cái lỗ tai của anh ta viết như vậy sao đẹp. Không vậy đi. Cái lỗ tai của anh ta. Hảo, ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hất lên phết. Ở đây có một cái lỗ tai rồi kéo xuống. Đây, cha xăng từ xăng. Ở dưới này có chữ âm thanh từ âm nữa. Ta có chữ xăng. Yên xăng từ xăng. Hảo, chữ xăng nó gặp phải chữ chỉ. Chữ tiền chúng này hơi biết hết đã. Gạch ngang ở đây kéo qua. Hảo, chữ xiang. Nó gặp phải chữ chỉ thanh ba, nó mới biến thành xiang chỉ. Chứ không phải nó giống gì nó đọc xiang đâu. Chữ này đọc xi yang xiang, xiang xiang xiang. Chi y chi, chi chi chi. Nó biến thành xiang chỉ là do nó bị đổi âm. Xiang chỉ ý đoạn. Ý đoạn. Ý đoạn, một đoạn. Trong lòng ông tự nhiên nó vang lên một đoạn. Một đoạn nhạc khúc rất là đẹp. Chúng ta có chữ ý đoạn. Chữ đoạn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi bên này 8, 9. Ý đoạn là một đoạn. Ý đoạn. Hảo, chúng ta viết chữ mày miao, mỹ diệu, đẹp, hay. Ở dưới đây có chữ ta. Chữ miao, chữ diệu, chúng ta có bộ nữ trước. Đằng sau này phết kéo qua, ta có chữ mày miao. Mơ ai mây, mây mày mày, mơ giàu miao. Mày miao có nghĩa là đẹp. Cái gì đẹp, thêm chữ tờ vào. Thêm chữ tờ có bộ bạch vào. Cái gì đẹp? Mày mèo tờ. Xuyến đi. Xuyến. Trước này chúng ta có bộ phương. Sau đó phết hất lên. Rồi bên này kéo qua kéo xuống phết bộ thất. Ta có chữ xuyến. Chữ lùi. Hả? Chữ xăng. Nì yào nà chữ xăng zô sơ mà. Hảo, tại hồi suy trọ. Hảo. Chúng ta có chữ tờ. Bài bù tờ tờ. Xuyến lư. Xí yuán xuyến. Lơ ư lư. Chữ lơ cộng với chữ uy tín thành từ xuống. Xuyến lư. Xin trông. Hú rãn. 想起一段美妙的旋律，旋律 có nghĩa là trong lòng ông bỗng nhiên nó nhảy ra một giai điệu đợt, nó có một cái giai điệu âm nhạc chợt nảy ra trong lòng của ông. Chuyển lưu. Hảo. Xin trông mang nghĩa trong lòng, hú rãn, bỗng nhiên, bỗng. Xiáng chỉ là nó vang lên. Ý toàn lượng từ của một giai điệu âm nhạc. Ê, một cái âm nhạc, một cái tiểu, một cái như là một cái giai điệu gì đó. Bỗng nảy lên một cái khúc nhạc rất là đẹp,
Nói như vậy cũng được. Trong lòng ông bỗng nảy ra một khúc nhạc rất đẹp. Ê, hoặc là trong lòng ông bỗng nhảy lên một cái giai điệu đẹp cũng được. Ta gán jǐn zài shài dān shàng xiè xiā yīn fú. Ta, lúc này là ông Beethoven. Gán jǐn là nhanh chóng, mau chóng. Gán jǐn, chữ gán và chữ jǐn đều là thanh ba hết, sẽ biến thành gán thanh hai. Ta, ông ấy. Chữ cạn đầu tiên viết chữ chỗ lưu tờ chỗ bên tay trái trước. Kéo qua một cái ô vuông gạch ngang dài hơn, kéo xuống ta có chữ cạn. Chữ chỉnh trên này gạch ngang phết. Chia phần trên và phần dưới. Ở dưới nó còn có bộ mịch, bộ thủ của nó nữa. Cạn chỉnh, mau chóng, nhanh chóng. Ông ấy nhanh chóng. Xuyến lưu. Phải xuyến lì. Xuyến lì, xuyến lì tờ lì, chúng ta dùng chữ này ha. Chữ này. Hey, xuyến lì có nghĩa nói về cái giai điệu của âm nhạc. Xuyến lì nói về giai điệu của âm nhạc. Xuyến lì, nhịp điệu, giai điệu. Nhịp điệu, giai điệu gọi là xuyến lì, toàn luật. Toàn luật. Nó tiếng Hán Việt của nó mang nghĩa toàn lực. Cái giai điệu. Cái giai điệu đẹp. Mỹ miêu tờ xuyến lụy. Có nghĩa là một cái giai điệu. Một cái giai khúc. Một cái nhạc. Một cái đoạn. Một cái khúc nhạc đẹp. Ý toàn đây là một đoạn. Một khúc. Hả? Chúng ta viết tiếp. Tha cản chỉnh. Zài này là ở đâu? Zài. Ở hoặc vào đều được hết. Chai tan là cái thực đơn, gọi là chai tan. Thực đơn chai tan. Chữ tan. Chai tan. Thực đơn. Hảo, trên cái thực đơn đó gọi là chai tan. Sang. Xie viết. Chữ xie chúng ta viết qua đây, gạch ngang, đóng lại, rồi đây phớt qua. Xie viết. Lúc này viết, người ta viết ra, viết mình viết ra, họ viết xuống. Này cũng là mang nghĩa viết ra, dịch sang tiếng Việt nó cũng viết ra. In phủ, chữ in, âm phủ. Họ, chúng ta có chữ zi ai zài, ông ấy ở trên đâu? Cài tan, trên cái thực đơn đó. Cài, tơ an tan, sang. Xie xia, viết ra. Xi ye xie 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 xi ya xia. Xie xia, viết ra. Yi en yin. Ta gán jǐn zài cài. Ta gán jǐn zài cài dān shàng. Xie xia yin fú. Ta gán jǐn zài shài dān shàng xiè xiā yīn fú. Ông ấy nhanh chóng viết ra các nốt nhạc ở trên cái thực đơn đó, vì ông ấy sợ mình sẽ quên. Đây, vì ông ấy sợ mình sẽ quên khúc đó chưa ra. Hỏi chữ yīn fú nó còn cho có một chữ phụ. Chữ phụ này mang nghĩa gì? Yīn fú ghép lại là mang nghĩa nốt nhạc, nốt âm phù. Yīn fú, viết ra cái nốt nhạc đó vì ông ấy sợ mình sẽ quên. Chúng ta qua đây viết chữ phủ. Phơ ủ phủ phở phở cộng với thanh hai. Phủ. Ở trên này nó có một bộ trúc. Ở dưới này có chữ phụ chén đờ phụ. Ta có chữ phủ. Yên phủ nói về nốt nhạc. Âm phù. Chô phạ wang chì lờ. Vì sợ mình sẽ quên rồi. Hả? Tàn sư tờ thần, y cơ rẩn. Hào y cơ. Rư, chà y cơ, y hứng. Chô. Ở đây móc qua, phết qua đây chấm. Chô. Pa. Chô pa, chữ pa, bộ tâm và bộ bạch.
怕. Wang trên này có bộ vong, dưới này có trái tim. Wang hả? Hải sư là hải. Hải sư là hải. 我是三年级的，不能写作业。写过这个吗？看到吗？看到了。好，就怕忘记了， chính là ông ấy sợ mình sẽ quên mất, cho nên là nghe thấy bỗng nảy ra một khúc nhạc đó là ông ấy viết liền. 就怕忘记了, chính là vì ông ấy sợ mình quên mất. 只有就 pa a pa, dùng từ phở, dùng cái chữ p của tiếng Anh chứ không phải dùng phở phở ha. P pa a pa không phải là pha pa. U an wang ji yi ji le e le, chính là vì sợ mình quên mất, cho pa quên chi le, hoặc vì sợ sẽ quên cũng được, vì sợ sẽ quên. Chị ơi nói đi em. Hey, có một hôm ông ấy bắt, ông ấy đói bụng rồi. Ông Beethoven ông đói bụng, ông đi vào một cái quán ăn, một cái tiệm cơm. Thì ông Beethoven vừa ngồi xuống, trong lòng ông bỗng vang lên một khúc nhạc. Một khúc nhạc, một cái giai điệu nhạc rất là đẹp. Và lúc này ông ấy nhanh chóng viết nó ra, viết cái nốt nhạc này ra trên cái thực đơn trong nhà hàng đó, vì ông ấy sợ mình sẽ quên. Hey, chị ơi, trước khi nói sao? Trước khi đi, trước khi ăn, trước khi viết, chúng ta viết, đúng lúc. Trần hảo. Chúng ta có chữ trần 1, 2, 3, 4, 5. Trần hảo, đúng lúc nào, như thế nào đó. Trần hảo, đúng lúc. Liễu, đó là chảy. Cái gì đó chảy ra. Liễu, nhiễu, liễu đồ đó. Trước khi rời khỏi, Zǒu zhì qiān. Trước khi rời khỏi. Trần hảo, na shi hou, lúc đó. Chúng ta có chữ na shi hou. Na, chữ shi, bộ nhật và bộ tử. Na shi hou, chữ hou lúc này chúng ta dùng bộ nhân, vết, bên này móc đây gạch qua, vết ngắn, dưới này dài hơn, móc đẩy ra. Zhen hao na shi hou. Nơ à nà shí hô, có thể nói đúng lúc đó. Trần hào nà shí hô, trước khi kết thúc cuộc gọi. Chế sụ, qua đeo tên hoa chì chén. À má bảo chị yêu sụi. Hả? Sụi giao thật sụi. Chế sụ, chế sụ tên hoa chì chén cũng được. Sụi giao mù bù à. Mù bù. Vâng. Hảo, sụi giao thật sụi. Trần hào nà sử hô, đúng lúc đó. Chán tín tờ khờ rần hẳn tố. Khách ở trong nhà hàng rất là đông, rất là nhiều. Chúng ta viết chữ chán tín. Chữ chán 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó 6, 7. Dưới này bộ thủ của nó, bộ thực. Ở đây kéo, hất lên, phết, đẩy ra. Hảo, chán. Chữ thiên lúc này chúng ta trên này có một cái mái hiên. Ở trong có chữ thiên, cái chữ nghe ở bên trong. Có cả một cái chữ nghe ở bên trong này. Cộng với một cái mái hiên nữa, nó trở thành nhà hàng ăn. Chán thiên. Chứ an chán. Thơ yên thiên.
cái phòng ăn, cái nhà hàng ăn. Mới bắt đầu học thì nên học lớp 1 nha. Mới đầu học lên học lớp 1, tại vì đây lớp 3 rồi. Đối với các bạn chưa học bảng chữ cái qua, phải học lớp 1 mới có thể đọc được những cái âm đó. Chán tin. 那时候正好餐厅的客人很多. Thêm chữ tờ vào cho ta biết được cái gì của cái nhà hàng ăn đó. 客人 là khách. Chúng ta có một cái ngôi nhà. Sau đó dưới này có chữ cơ quay the cơ. Ta có chữ khơ rỉnh. Khơ rỉnh. Chúng ta có chữ tờ. Tơ ở tờ. Cái gì ở trong cái nhà hàng ăn đó. Khơ rỉnh. Khách ở trong nhà hàng ăn đó. Khơ rỉnh. Chán tín tờ khơ rỉnh. Hẳn đô. Khách ở trong nhà hàng rất đông. Với tôi. Với tôi này là với tôi thì sao? Với tôi thì sao? Tôi của lại xua. Với tôi mà nói, đối với tôi mà nói. Tôi của lại xua. Đối với tôi mà nói. Còn đi anh ấy với tôi, cùng tôi. Cân quả. Đi với tôi, anh ấy cùng tôi. Hoặc tôi với ai đó. Tôi với ai đó. Tha hàng quả, tha cân quả. Đều được hết. À, tha cân quả. Anh, họ là mình nói đi với ai? Mình trả lời với tôi. Cân quả. Dùng cái từ cân quả. Còn nói như đối với tôi mà nói. Tôi của lại xua. Tôi của lại xua. Họ chúng ta biết chữ hình tua. Rất nhiều, rất đông. Hình tua. Ngay lúc đó khách ở trong cái quán đó rất là đông. Chúng ta có chữ hình tua. Hình tua. Lúc này mang nghĩa rất đông. Khách rất nhiều, rất đông. Hình tua. Ý cơ rỉnh, một mình. Tàn sư, phải không? Tàn sư. Nhưng nói tàn sư. Nhưng nói tàn sư, đúng rồi. Nhưng nói gọi là tàn sư. Bì nghĩa là cái chữ gì mà xì? Chà mà là? Ờ, bù hơi xì. Bì miễn à? Hả? Đúng. Yào bì miễn nguy hiểm đà bì miễn mà? Đúng. Ờ. Lại. Đợi một xa ha. Hảo. Phục vụ sinh. Phải. Chúng ta viết chữ phục vụ sinh. Vào trong nhà hàng chúng ta đều gọi những phục vụ sinh, những sinh viên, những người phục vụ trong quán. Ta gọi là phục vụ sinh. Chữ u bên trái và bên phải. Lúc này phết đây, gạch đây một cái. Sau đó bên này phết vô, kéo xuống, mình đẩy qua. Sau đó phết đây hất lên, phết đây kéo về. Và bên dưới này có một bộ lực chữ sân, nói về những sinh viên phục vụ trong nhà hàng ăn. Phơ ủ phủ u sân. Phủ u sân. Những người phục vụ trong quán ăn. Đối với tao mà nói, tôi của lại xua. Tôi của lại xua. Na phi miền. Hả? Nà cơ. Yue nà. Nà cơ yue. Yue tinh đờ yue. Phục vụ sinh. Mãng trợ. Lúc đó những người phục vụ ở trong ấy, họ đang bận làm gì đó. Gọi là mãng trợ. Mãng trợ. Mơ ẩn mãng. Mẫn trợ. Bận. Bận. Đang bận làm gì đó. Mẫn trợ. Chào hú chỉ thà khờ rỉnh. Chúng ta có chữ chào trợ tre cộng với chữ a o ao. Chào hú. Đang chiêu hô. Những người phục vụ khuyên khác, họ đang chiêu hô những vị khách khác. Vậy từng xa. Ở trên này là bộ đao trước, rồi mới đến bộ khẩu. Ở chữ khu, chúng ta có bộ khẩu trước. Phết ngược về 1, 2, 3,
4. Chào hu. Họ đang tiếp khách. Lúc đó những người phục vụ viên đó họ đang tiếp khách cho nên không có rảnh. Chân hào na sĩ hô chan tin khờ rần hẳn đô. Phú sân mạng cho chào hu chỉ thà cơ rảnh. Đúng ngay lúc đó, tình cờ ngay lúc đó, người khách trong nhà hàng rất là đông. Nên cái người phục vụ đang bận để chiêu hô những người khách khác. Chúng ta có chữ chào hu. Chí tha là khác, ai khác thêm vào chữ khờ rảnh phía sau. Chí tha này nó mang nghĩa khác, cái gì khác chưa biết. Chí, hỏi chữ tha ta có bộ nhân và bộ dạ. Chí tha mang nghĩa khác. Lúc này ở đằng sau nó có gì khác thì mới biết được. Ví dụ chí tha khờ rảnh, những vị khách khác. Chí tha khờ rảnh là những vị khách khác. Chí ý chí thơ a tha khơ ơ khơ rư ẩn rẩn. Hảo. Phú ưu sân mãng trợ trao hu chí tha khơ rẩn. Những người phục vụ đang bận để chiêu hô, để tiếp đãi những vị khách khác. Mấy dầu rẩn chú ý tạo Beethoven, không ai để ý tới, không ai để ý tới ông Beethoven. Mấy dầu rảnh, chúng ta có chữ mấy, chữ dồ. Mấy dầu rảnh, không có ai hết. Mơ ấy mấy, y ô dô, dô dỗ dỗ, rư ẩn rảnh. Mấy dầu rảnh, không có ai. Cơ hội là cơ hội. Cơ hội. Hảo. Chú ý. Chúng ta có chữ chú ý. Không có ai chú ý tới Beethoven. Chúng ta có chữ chú. Chữ ý. Ở đây móc qua. Dưới này có một trái tim. Chúng ta có chữ chú ý. Chú ý. Chờ tre cộng với chữ u thành từ xuống. Chú ý. Mấy dầu rảnh chú ý. Mấy dầu rảnh chú ý. Mấy dầu rảnh chú ý. Không có ai chú ý. Không có ai để ý tới. Chúng ta có chữ tới. Tào. Tơ ào tào. Tới hoặc đến cũng được. Không có ai chú ý đến Beethoven. Tào. Beethoven. Chúng ta có chữ bê. Tua. Phân, nà gà chuyên. Hãy yên chuyên đàn chuyên. Yên chuyên chuyên đàn chuyên. Ừ. Y cơ vệ bù, hay xe vệ bù bà? Tôi biết đâu sử dụng vệ. Sư phong xin. Ồ. Bê đô. Phân. Nó hô lê. Mấy yếu rảnh chú ý đào bê đô phân. Nó hô lê. Ừ? Nó hô lê. 黑眼圈的圈，圆圈圈的圈，啊。里面呢？里面那个圈呢？圈呢？圈哪个圈？一个尾部在外面，两个点，两个横，点过来，这个。好，请大家听。贝多芬也不出声。Chúng ta chấm. Bơ ây bê tơ vô tô phơ ân phân Beethoven. Chúng ta có chữ Beethoven. Bê tô phân. Trên này bộ bát, dưới này bộ đao. Beethoven. Beethoven. Beethoven, yeah, cũng, bù, không, yê, 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 bơ, u, bù. Ông Beethoven này, mọi người đang bận, ông ấy cũng không có ra tiếng gì hết. Ông ấy cũng im re, không nói gì hết.
也不出声，出 này là ra, không có phát ra âm thanh nào hết, không có kêu gì hết, không nói gì hết. 出 待会妈妈帮忙找嘛。好，只声不死。Bên này móc qua gạch đầy vết đẩy ra. Dưới này có bộ nhĩ là bộ thủ của nó. Ông ấy cũng im re, không có nói gì hết. Tại vì ông ấy đang bận viết nhạc, cho nên ông ấy không nói gì hết. Mọi người đang bận. Những phục vụ viên khác, những người phục vụ trong quán ăn đó, họ đang bận để tiếp khách, cho nên là không ai để ý tới ông. Và ông cũng không nói gì hết, ông im re. Zuo zai wei zhi shang, ngồi ngay cái chỗ của mình. Zuo zai. Zuo zai ở, ngồi ở chỗ nào? Ngồi vào chỗ nào? Wei zhi shang. Ngồi vào cái vị trí của mình. Wei zhi shang. Zuo zai wei zhi shang.姿卧坐，姿爱在，屋爱位，子是昂上，坐在位置上，ngồi ở trên cái chỗ của mình. Cái màu đỏ là chú âm nha. Cái màu đỏ là cái chú âm của nó.坐在位置上, ngồi trên cái chỗ của mình, ngồi trên cái vị trí của mình. Để làm gì? 写着曲子. 纸箱太小了. 写, viết. 诶, chúng ta có bộ miên ngôi nhà. Vách đầy kéo xuống gạch ngang, vách đầy gạch ra. 啊, 你不先吃东西, 先做事啊。先吃，他没起床，你先吃，待会他起床再吃。写 ，viết。好，写着曲子，có nghĩa là viết nhạc。Chúng ta có chữ chờ。写着曲子。Chúng ta có chữ chờ。Trên này có bộ thảo。Ở đây dưới này có chữ chờ。Chữ chữ ca khúc tật khúc. Hào chữ. Tái hỏi, tái hỏi. Nhau là nó sao mà? Là nó xin hoa chứ cơ. Xin hoa. Ừ? Nhau là chữ xăng ạ. Nó cơ. Nhau tố ta. Tái hỏi mà chơi 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 bằng này nà. Nhi xin vô. Chấm. Họ chúng ta qua trang. 不知过了多久, không biết đã qua bao lâu, khỏi qua cũng được. Các bạn muốn qua trang khỏi qua cũng được. 不知, 不知, không biết. 过, chữ qua. 过. Bộ xước là bộ thủ của chữ qua. 过. Là đã qua rồi.Tua chiều bao lâu? Ông ấy cứ ngồi đó, không biết đã trải qua bao nhiêu lâu. Ngồi trên cái ghế trong nhà hàng ăn ấy. Và các phục vụ viên khác cũng không để ý tới. Cũng không biết là thời gian đã trải qua bao lâu. Bù chứ. Cơ wò quò. Chữ u. Quò. U o wò. Cơ wò quò. Lơ ở lờ.的我多鸡有九九九九不知过了多久không biết đã qua bao lâu 声音不知过了多久 tôi tưởng ngày mai 我以为是明天我以为是明天 tôi tưởng là ngày mai 肥服务生走来, phục vụ viên, người phục vụ đi tới. 服务生走来, sân in, sân in. 服务生, phục vụ viên, 走来, đi tới. Lơ, ai lại.
Chúng ta có chữ phú. Bên này là bộ nguyệt. Sinh rinh. Sinh yên dấu tiền ta. Phú. Hảo chữ u. Bên này bên tay trái trước. Ở đây kéo xuống phết ra. Phết đẩy ra. Bên này đẩy ra. Dưới này có bộ lật. Chữ sân. Phú sân. Dỗ lại. Đi tới. Dỗ. Hảo chữ lại. Hai bộ nhân. Kéo, đẩy ra. Phú sân, dỗ lại. Phục vụ viên đi tới. Người phục vụ đi tới. Bê tô phân khai khẩu, bèn số, bèn quên. Bê tô phân, ông Bê tô phân mở miệng liền hỏi. Bê tô phân. Hỏi chữ phân, trên này bộ thảo, bộ bát và bộ đao. Chúng ta có danh từ. Bơ ê bê. Tơ vua tua. Phơ ân phân. Beethoven. Beethoven. Khai khẩu. Biên quân. Khai khẩu có nghĩa là mở miệng ra. Liền hỏi. Khơ ai khai. Khai khẩu. Mở miệng ra nói chuyện. Chúng ta có chữ khai. Đây một gạch. Đây một gạch ngang cong và thẳng. Khai khổ bèn quân. Beethoven khai khổ bèn quân. Mở miệng liền hỏi. Chúng ta có chữ khổ. Chữ bèn lúc này mang nghĩa liền mở miệng ra để nói chuyện đó. Liền hỏi bao nhiêu tiền. Chưa ăn cơm gì hết mà đã hỏi bao nhiêu tiền rồi. Xin quân tố sổ xén. Bèn. Hỏi chữ quân. Biên quân. Khơ ấu khâu. Khâu khẩu khẩu. Bơ yên biên. U ân quân. Ông ấy liền mở miệng hỏi. Ông ấy hỏi gì? Mở cái lời nói của ông ấy ra. Phan chai tổng cộng tố sào chén. Phan nói về cơm. Chai và thức ăn. Tổng cộng tố sào chén. Tổng cộng bao nhiêu tiền. Chúng ta có chữ phan. Hất lên. Và bên này ế. Sao móc vậy. Móc một chữ phản. Phản ra. Ta có chữ phản. Chữ chai chúng ta có bộ thảo. Phết ngược 1, 2, 3. Dưới này có bộ mộc. Phản chai y là tiền cơm và thức ăn. Tổng cộng tố sào chén. Tổng cộng bao nhiêu tiền. Chúng ta có bộ mịch. Mì bù để chúng ta viết chữ tổng. Bên đây móc qua. Sinh rinh sinh yên à. Ở đây gạch ngang đóng lại. Và bên dưới này có một cái trái tim. Ta có chữ tổng. Chữ cộng. Chữ cộng bên này. Đảng Cộng sản từ cộng ha. Chứ không phải cộng trừ nhân chia từ cộng đâu. Đảng Cộng sản từ cộng. Tố sào chén. Tổng cộng từ cộng cũng thể dùng từ đó. Tổng cộng. Tổng cộng. Zi ông zong 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 ge ông gong. Tổng cộng tố sào chén bao nhiêu tiền. Phan chai tổng cộng tố sào chén. Thức ăn tổng cộng bao nhiêu tiền. Chúng ta có thể nói như thế. Thức ăn tổng cộng bao nhiêu tiền. Phan chai tổng cộng tố sào chén. Chữ sào. Chí yên chén. Ở chữ sào ở giữa. Phết đây bên này kéo ra. Chữ chén chúng ta sẽ viết bộ kim trước. Bộ thủ của nó. Rồi bên này có một chữ cơ bù. Chấm. Bên đây một cái nữa. Chấm đây một cái. Tố sào chén bao nhiêu tiền. Đánh dấu chấm hỏi. Và đóng cái lời nói của ông ấy lại. Ông ấy đã ăn cơm đâu mà hỏi tổng cộng bao nhiêu tiền. Phục vụ sinh lưng lại một xa. Phục vụ sinh chúng ta viết chữ phục vụ sinh. Người phục vụ trong nhà hàng ăn ấy. Phục vụ. Bên này phết đẩy ra đây kéo ra. Dưới này có bộ lực. Chữ sinh
服务生 ，f 无辅 ，u 吞的 ，sh 嗯声。服务生愣了一下，的愣，这愣 này ở đây chúng ta có bộ tâm， bộ tâm， trên này ở đây móc hai gạch giữa đóng， ở dưới đây có bộ phương。Từ lần này có nghĩa là đơ người ra. Cái người phục vụ viên này tự nhiên đơ người ra. Chữ này đọc lơ ẩn lần. Lần là ý xa. Lần là ý xa. Thường nói là ủa, ngài chưa có ăn cơm, ông chưa ăn cơm mà sao đã tính tiền, hỏi nhiêu tiền rồi. Cho nên cái người phục vụ viên phục vụ sinh lăng lại một xia. Hảo, chúng ta viết chữ xia. Xi ya xia. Phục vụ sinh lăng lại một xia. Phục vụ viên. Cái người phục vụ sững sờ một hồi, sững sờ một lúc cũng được nữa. Lăng lại một xia, sững sờ một hồi, đứng người một lúc. Xào, xô, cười nói. Chữ xào chúng ta có bộ trúc phết ngược, gạch ngang, phết đầy kéo ra. Chữ xô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cười rồi nói. Xào xô. Xí yào xào. Xí wô xô. Người phục viên cười, cười nói. Tại ông ta sững sờ một hồi rồi, ông ta mới cười, ông ta mới nói. Mở cái lời nói của phục vụ viên ra. Xin sinh, nín hãy mấy tiền chai à? Tiên sinh, ngài ơi, ông ơi. Xin sinh, tiên sinh. Xin sinh. Phải. Xí yên xin, sư ân sinh. 先生，您还没有点菜呀？您呢啦 ？ngài， ngài chưa có gọi món mà。您 dưới đây có trái tim。您，您还没有，您还没有，chưa có。Vẫn chưa có. Hải mỹ dọ. Ở đây gạch ngang. Dưới đây một bộ. Ở đây phết hất lên. Rồi bộ thủ của nó bên này. Chữ mỹ. Bộ thủy. Ở đây móc ra. Hải mỹ dọ. Vẫn chưa có. Hơ ải hải. Mơ ỉ mỹ. Y ô dô dô dỗ dỗ. Nín hãy mới dọc tiền chai ya, gọi món. Y nói ngài tiên sinh, ông ơi, ông vẫn chưa gọi món mà. Tiền chai ya. Chữ chai chúng ta có bộ thảo. Nín hãy mới dọc tiền chai. Thêm chữ ya, bộ khẩu móc qua phát ra. Đánh dấu chấm than. Và đóng cái lời nói của phục vụ viên lại. Tơ yên tiên 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 sư ai chai. Y a ya. Thành nhẹ. Xuyên xuyên, tô tô. Chú sư đông xí. Thôi đi. Mẹ mẹ chú sư. Chén nè. Cảm khoai. Chú sư đông xí đà. Lại 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 lại. Mẹ mẹ. Khoai. Cần cơ cơ chú sư. 不可以是 7-11 的，听到？嗯，我还去吃，快点！我去上厕所。好。贝多芬这才想起 ，lúc này ông Beethoven mới nghĩ ra, mới nhớ tới. 贝多芬。知道吗 ？chúng ta có chữ 贝多。Danh từ Bơ ê bê tơ vô tô. Beethoven. Ông Beethoven lúc này ông mới chợt nghĩ ra.
mình đã gọi cái gì đâu, mình chỉ lo viết nhạc, chưa ăn uống gì cả. Rất là đói để bước vào, mà tới khi viết nhạc rồi là say mê, quên cả đói luôn. Beethoven. Chúng ta viết chữ phân. Trên này có bộ thảo, bộ bát và bộ đao. Beethoven. Hảo. Chờ chảy sáng chỉ, lúc này mới nhớ tới. Chờ chảy. Chờ này chảy mới. Sáng chỉ. Nhớ tới. Chờ chảy sáng chỉ. Chúng ta có chữ chờ. Bộ ngôn, bộ thủ của nó phía sau. Bộ xứ. Chảy mới như thế nào đó. Sáng. Chữ sáng và chữ chỉ đều là thanh ba. Nó sẽ biến chữ sáng thành chữ sáng. Sáng chỉ. Chờ chảy sáng chỉ. Lúc này mới nhớ tới. Mới chợt nhớ ra. Chỉ 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 cụ xế. Chỉ 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 cụ zợ. Xế chủ zi. Chỉ chỉ là mình, bản thân mình. Chỉ chỉ. Bản thân của ông Beethoven. Chỉ cụ chỉ lo làm một cái gì đó gọi là chỉ cụ. Ở đây phết bộ hộ ra. Ở dưới bộ hộ này là bộ truy bộ. Bộ truy. Bên tay trái, bên tay phải là bộ hiệt. Cụ này là chỉ có lo cái gì. Bản thân chỉ đang lo cái việc gì khác thôi, chứ không có lo ăn uống. Hảo. Tự chỉ là bản thân mình. Tự chỉ. Chỉ cụ chỉ lo. Chỉ cụ. Chỉ lo làm gì đó. Ông ấy lo viết nhạc. Ai da, chơ đi mấy nhậu, tôi chơ đi tôi sư nữ sinh nè, hãy cháu cháu nữ sinh gà mà nè. Chơ đi tôi sư nữ sinh nè, hãy cháu nữ sinh. Chị chỉ chỉ cô. Hảo, chúng ta qua đây viết chữ chờ, thêm một chữ chờ, cô chờ làm gì đó. Chứ ơ chờ. Thành nhẹ đọc chờ. Chữ chờ đầu tiên chúng ta sẽ có bộ thảo. Ở dưới này thêm một chữ chờ. Chữ chỉ chữ cu chờ. Sao mà nó xéo xéo quần bên nhỉ? Chữ chỉ chữ cu chờ. Xế chữ chữ. Cái chữ xế. Lúc này sẽ biến thành thanh hai để đọc. Xế. Ở đây móc qua bên này. 1, 2, 3, 4. Chủy zi. Viết nhạc. Bản thân chỉ biết lo ngồi đó viết nhạc chứ chưa có ăn cái gì đó hết. Chủy zi. Xie. Xie, 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 xie. Nó gặp phải chữ chủy. Nó biến thành xie. Chủy zi. Chủy zi chủ cụ trở xie chủy zi. Mình chỉ đang tập trung, đang lo viết nhạc mà thôi, đang tập trung viết nhạc mà thôi. Quăng là căn bệnh hai mươi triệu phần nữa. Quên là mình chưa có ăn uống gì hết. Chúng ta có chữ quăng. Trên này có chữ vong. Dưới này có chữ tâm. Quăng là quên mất. Căn bệnh, căn bản vốn. Chưa ăn gì cả. Bên này móc qua, gạch đầy, kéo, hất lên, phết, đẩy ra. Chữ bệnh. Ở trong này có một gạch nữa. Cân bệnh. Hải mấy chứ phan nè. Chữ hải. Thấy không? Tốt ở dưới quá. Ở dưới đây gạch ngang, một bộ khẩu. Phết, hất lên, đầy, đẩy ra. Bộ thủ của nó. Quăng lỡ, quên mất, quên rồi. U, ăn, quăng. Lơ, ở lỡ. Cơ, ân cân. Bơ, ân bình, 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 bình. Hơ, ải, hải. Quăng lỡ, căn bệnh, hãy mấy chư phân nữa.
忘了，根本还没吃饭呢。中达，毛巾拿给妹妹。还没。冬瓜，还没吃饭。毛巾。No， 中达哥就没，还没遮。吃饭，安哥。吃饭，吃饭，无特啦，无土过呢。bên này có chữ phản thêm chữ n hai mẹ chữ phản n đó bài văn ê vô chấm than hả vô chấm than nha ờ đằng sau rồi vô hả bài văn xong rồi nãy giờ chúng ta viết gì chúng ta xem lại nha Nãy giờ chúng ta viết gì? Chúng ta xem lại. Hải mẹ tiền chăn. À, bài tiền chăn đâu ra? Nín hải mẹ tiền chai. Nín hải mẹ yổ tiền chai. Nín, phục vụ viên thường sẽ gọi những vị khách của mình là nín ngài. Nhớ rồi ấy. Nín hải mẹ yổ tiền chai là cái tựa đề của nó. Ngài vẫn chưa gọi món. Hảo. 声音小一点，关掉去吃早餐。关掉，我要念课本了。快点，关掉了。来，好，放假就好。被人尊称为乐圣的贝多芬。chúng ta sẽ được cái từ Beethoven, Beethoven này lên phía trước. Ông Beethoven được mọi người tôn kính gọi ông là một thần thánh của âm nhạc. 乐圣乐 này là âm nhạc, còn sơn này là thần thánh, thường gọi là thần thánh của âm nhạc. Beethoven được mọi người tôn vinh gọi là thần thánh của âm nhạc. Thì ta gọi bị nhân tôn xưng với nhạc sơn của Beethoven. Và tiếng Anh của ông ấy, tiếng Anh là vẫn thua đó. Tiếng Anh của ông ấy là Ludwig van Beethoven gì đó. Đó. 在28岁时 vào lúc ông năm 28 tuổi, 碰到音乐家最不幸的是, 碰到có nghĩa gặp phải một cái việc. 音乐家 là nhạc sĩ, nói về những người làm nhạc. 最不幸的是, một việc mà cảm thấy bất hạnh nhất. 就是, đó là, 他的听力逐渐退化, cái thính lực của ông ấy,cái kỹ năng nghe của ông ấy ngày càng thoái hóa đi. 就是他的听力逐渐退化。虽然他四处求医, mặc dù ông tuy rằng ông đã đi tìm bác sĩ khắp nơi, đi chữa trị khắp nơi. Mặc dù ông đã đi chữa trị khắp nơi rồi, 四处求医 là đi chữa trị khắp nơi. 但是nhưng mà病情bệnh tình仍然没有好转的迹象, nhưng bệnh tình của ông vẫn không có cái dấu hiệu nó được chuyển biến tốt trở lại. 几乎到了听不到声音的地步, hầu như gần như đã tới cái mức độ, 地步 này là mức độ, nhảy từ đây qua tới đây dịch là nghe không còn nghe thấy âm thanh gì nữa rồi. 几乎到了听不到声音的地步. Lúc này 几乎 là hầu như gần như, 到了 đã tới rồi, đến tới cái lúc nào, tới cái mức độ 听不到 ba chữ này đi chung, không nghe thấy cái âm thanh gì cả. 好, 即使他完全听不到声音, 即使 này là cho dù ông, mặc cho dù ông như thế nào,完全听不到声音, hoàn toàn không nghe thấy cái âm thanh gì cả. Nhưng ông ấy vẫn như thế nào? Nhưng ông ấy, Beethoven 还是很用心的作曲. Nhưng ông ấy vẫn rất dùng tâm để viết khúc nhạc, để viết nhạc. Ông ấy không vì mình nghe không thấy mà ông ấy dừng lại cái đam mê của mình. Ông ấy vẫn tiếp tục dùng tâm để viết nhạc. 有一天, Beethoven 肚子饿了.
Có một hôm, ông Beethoven ông đã đói rồi. Zǒu jìn yì jiā fàn wǎn. Ông ấy bước vào một cái nhà hàng ăn. Beethoven gāng zuò xiā lái. Ông ấy vừa ngồi xuống, xin trong hú rán xiáng qǐ yǐ duàn mèi miào de xuán lù. Xin trong là trong lòng của ông, hú rán bỗng nhiên nhảy ra. Xiáng qǐ là nó vang lên. Nó vang lên một đoạn, ý toàn là một đoạn nhạc khúc rất là đẹp. Hey, mèi miào de xuán lù. Thá cán chỉnh dạy chai đan sang xẻ xa yên phủ. Ông ấy nhanh chóng lẹ làng viết cái âm phù đó ra trên cái thực đơn đó. Lúc đó đâu có gì để viết đâu. Chỉ viết trên cái thực đơn đó để viết trên đó thôi. Là tại sao là viết ngay lên trên đó? Vì ông ấy sợ mình sẽ quên mất. Chô pa wang chỉ lờ. Hảo, chân hảo nà sử hồ, chán tín đờ khờ rần hẳn tố. Đúng lúc đó, khách ở trong nhà hàng rất là đông. Chân hảo đúng lúc, nà sử hồ là lúc đó. Chán tín đờ khờ rần, đằng sau chữ tờ dịch trước, khách ở trong nhà hàng hẳn tố, rất nhiều, rất đông. Phú vụ sinh mắng trợ. Chào hu chi tha khờ rỉnh là những cái phục vụ viên, những người phục vụ trong nhà hàng. Họ đang bận giao tiếp, đang cho tiếp tiếp đón những người khách khác. Mấy hậu rỉnh chú ý tạo Beethoven. Không có ai để ý tới ông Beethoven ngồi đó hết. Tại nhà hàng đông quá. Beethoven dèm bù chú sân. Có nghĩa ông Beethoven, ông cũng không có nói gì hết. Ông ngồi im lặng đó viết nhạc, không có ra một tiếng nào hết. Beethoven dèm bù chú sân in. Đó. 坐在位置上写着曲子. 坐在位置上写着曲子. Là ông ấy ngồi trên cái vị trí của mình, ngồi trên ghế của mình và viết nhạc mà thôi. Hả? 不知过了多久. Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu. Ông ấy ngồi đấy không biết là ngồi bao nhiêu lâu rồi. 不知过了多久. Phục vụ sinh zǒu lái. Phục vụ viên đi tới. Người phục vụ đi tới. Beethoven khai khẩu biện luận. Lúc này ông Beethoven mở miệng ra liền hỏi. Phản chài tổng cộng tố sào chén. Thức ăn. Cơm và thức ăn tổng cộng bao nhiêu tiền? Phú sân lưng lợi ý xa. Ông phục vụ viên. Ủa, ngài chưa có cơ gọi món mà tự nhiên ngài hỏi bao nhiêu tiền, cho nên làm cho ông phục vụ viên này ổng. Ổng sững sờ người một hồi một lúc rồi mới cười nói. Xào xua. Xên sơn. Nín hái mấy tiền chai ya. Nín hái mấy dỗ tiền chai ya. Tiên sinh, ngài chưa gọi món mà. Ê, lúc nãy, Beethoven cho sẽ sáng chỉ chứ chỉ chữ cu sở xế chữ chữ. Lúc này ông Beethoven thì ông mới đột nhiên ông nghĩ ra. Ông nhớ ra là bản thân mình chỉ có lo viết nhạc. Quang là cơm bệnh hái mấy chữ phân nè. Quên rằng mình chưa có ăn cơm. Chỉ lo viết nhạc thôi, mình chưa có ăn cơm gì hết mà đã tính tiền rồi. Ừ, không. Chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa nha. Nín hái mấy dỗ tiền chai. Bây rắn tuân chân với Yue sân tờ bê tô phân. Zài 28 suy sử Pông đào yên yue gia Zui bú xin tờ sư Chiều sư tha tờ tinh lì Chú diện thuê hoa. Suy rắn tha Sư chú chú y Tàn sư bình chính rắn rắn 没有好转的迹象, 几乎到了听不到声音的地步。 即使他完全听不到声音, 贝多芬还是很用心地作曲。 有一天, 贝多芬肚子饿了, 走进一家饭馆。 贝多芬刚坐下, 心中忽然想起, 心中 hú rán, lúc này đọc thanh ngang, hú rán xiáng chỉ, ý đoàn mềm mèo đờ xuyên lưu. Thá cán chỉnh zài chai, chai đán sang xie xa, yên phú, chô pa wang jì lờ. Zhèng hào nà shí hò, chán tín đờ kè rèn hèn duō, phú vụ sinh mǎng zhè zhào hu qǐ tā kè rèn, mèi you rén zhù yì dào bèi duō fēn, bèi duō fēn yě bù shú chēng. 坐在位置上写着曲子, 不知过了多久, 服务生走来, 贝多芬开口便问, 饭菜总共多少钱? 服务生愣了一下, 笑说, 先生,
您还没点菜呀。先生，您还没有点菜呀。贝多芬这才想起自己只顾着写曲子，忘了根本没，忘了根本还没吃饭呢。好，买饭过中单，再接来 ，OK， 再接来。怎么了？为什么好可怜呢？Em muốn chụp cái đoạn nào? Hai đoạn đầu hả? Đây hai đoạn đầu, chúng ta từ bắt đầu từ cái tự đề bài nhá. Hai đoạn đầu đây. Hey, Xuân Luân. Xuân Luân, 你还没吃东西啊？没有要约哦。约男生约女生干嘛呢？就缺男生而已，不缺女生。再chụp lại bài. Em ơi, em chụp tới đâu nè? Đây khúc thứ hai. 我是约男生，没有约女生哦。女生有了，自己就是女生了。好了吗？ Mọi người có cần đọc chậm lại không? Đọc chậm lắm không? Cần đọc đọc chậm không? Trời bả này bả liệu. Có cần đọc chậm không nè? Nín hái mấy dọ tiền chai bây rần chôn chân quỷ yue sân tờ bây đô phân Zài 28岁时碰到音乐家最不幸的事，就是他的听力逐渐退化。虽然他四处求医，但是病情仍然没有好转的迹象，几乎到了听不到声音的地步。即使他完全听不到声音，贝多芬还是很用心的作曲。有一天，贝多芬肚子饿了，走进一家饭馆。贝多芬刚坐下，心中忽然想起一段美妙的旋律。他赶紧在菜单上写下音符，就怕忘记了。正好那时候，餐厅的客人很多，服务生忙着招呼其他客人，没有人注意到贝多芬。贝多芬也不出声，出这个出这个声呢，那很考验个别国们。贝多芬也不出声，好，这个出声呢，读晒呢，写下个就出声呢哈，真的啦，出不开出声，坐在位置上写着曲子，不知过了多久，不知。过了多久，服务生走来，贝多芬开口便问：“饭菜总共多少钱？”服务生愣了一下，笑说：“先生，您还没有点菜呀，先生。”您还没有点菜呀？贝多芬这才想起自己只顾着写曲子，写曲子，忘了根本还没有吃饭呢，好，chúng ta làm xong rồi đó。Rồi ngày mai chúng ta sẽ viết cái phần bài tập của nó nha.
Người ta ngày mai sẽ giải thích từ mới, từ mấy những cái từ đó mang nghĩa gì. Từ lần nè, từ chí xăng, sư su chỗ ý, những cái từ mới đó mang nghĩa gì. Và cộng thêm những cái bài tập ở phía sau nữa. Đó, ok, hôm nay học tới đây nha. Zài jiàn. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người dùng bữa trưa vui vẻ. Xin cảm ơn, zài jiàn. Ừ, tạm biệt. Sách này mua ở trong nhà sách có nha. Trong nhà sách có bán, chị không có bán sách. Ờ, sách này tên gì hả? Trong nhà sách, những cái cuốn sách này có nè. Ừ, sách này em nè. À, em vào nhà sách mua sẽ có ha. Sách này trong đó nhiều mà. Họ xie xie, xie xie.